Và tiếp theo đây. Quá quen thuộc đúng không? Đầm này size 8, mình vải thun lạnh, hiệu Tommy Hilfiger. Đầm này lâu rồi, nhưng mà cái sào đồ nó bị sụp. Có mấy bạn hỏi cái áo đầm này, CC đâu có lấy ra được đâu. Nhiều đồ lắm nó sụp á, bây giờ giận lên rồi. Thì bắt đầu từ bây giờ, CC sẽ lấy từ từ ra để review lại. Chứ bây giờ video nào CC cũng không biết luôn nữa. Rất là nhiều các bạn hỏi cái số đồ mà nó bị sụp cái sào đó đó. Thì giờ thôi, thấy cái nào thì CC mặc cái đó rồi các bạn coi lại coi các bạn còn thích không? Thích thì các bạn lấy ha. Đây. Tommy Hilfiger size 8. Trên cả tuyệt vời cái đầm này. Không có một điểm nào chê luôn. Size 8 CC mặc vừa lắm luôn đó các bạn. Nè. Tại vì ngực CC là medium rồi. Đó. Phải nói là trên cả tuyệt vời. Đẹp lắm các bạn. CC mặc được đó. Mắt hơi rộng tí thôi nhưng mà ok, được. Và tiếp theo đây. Không còn điểm nào chê. Đầm này là thương hiệu DKNY size 8. Trên cả tuyệt vời đúng không ạ? À? Cái màu hồng đẹp lắm nha, màu ở trong phone mình không đúng, màu trong phone mình nó sáng quá. Với cái đầm này, các chị em xách với cái giỏ này đi. Thật là đẹp luôn. Giỏ này là thương hiệu Order. Giỏ này xin mua lâu lắm rồi đó, để dành đó. Thật là đẹp luôn. Size 8. Phần này cắt ngang eo. Rộng lắm. Tha hồ mà. Cái nách cũng rộng. Đầm này CC nghĩ các chị em size 10 cũng mặc được. Các chị em mặc đúng nó sẽ lên như vậy. Cái phần cắt ngang nó phải ngay eo ha. Quá xuất sắc cái đầm này. Mình vải này không nhăn nha. Cho nên các chị em không cần phải ủi. Cái nơ buộc bên hông nha các bạn. Kéo phùng phùng lên cũng đẹp. Hoặc là không muốn kéo phùng lên cũng rất đẹp. Xếp ly nhuyễn thật là nhuyễn. Thật là đẹp. Đầm này là xuất sắc đó. Size 8. À. CC nói sai rồi. CC là size X-more nhưng mà ngực là medium. Nhưng mà đầm này là size 8, size 6 và size 8 đều mặc được. Còn size 10 CC sợ. Không biết có mặc được không? Sợ sợ phần nách thôi à. Thôi cứ mua đúng size đi các bạn. Bụng to thiệt to là ok. Nè, đó. Quá xuất sắc. Hiệu DKNY size 8 119 đô 50%. Đó. 50% off là giá CC mua đó. Chứ không phải là CC bán cho các bạn đâu. CC muốn nói cái giá chính thức cho các bạn biết là giá trị cái áo đầm này nó là như vậy. Nó phải trên 100 đô. Mình mua on sale bao nhiêu không cần biết. Nhưng mà cái giá trị người ta nhìn vào cao đầm cũng phải 100 đô trở lên các bạn. Nhiều khi CC hên, CC mua cao đầm nó 99 đồng 99 sen. Đúng ngay lúc hên mua nó on sale có 19 đồng 99 nè. À. Nhưng mà lâu lâu mới được một cái giống như là chó ngáp phải ruồi vậy. Chứ nói thiệt đó, CC đâu có thời gian mà đứng lựa những cái đồ mà như vậy các bạn, không có thời gian đâu. Với lại mình làm có tiền mà mua cái gì nó vừa vừa phải phải thôi. Chứ nó tận cùng bằng số như vậy là không có CC đâu. Đẹp lắm đó các bạn. Đầm này là khỏi chê luôn đó. Cái đầm này với cái giỏ này là không còn một điểm nào chê. Order là các bạn biết rất là nổi tiếng rồi đúng không? Các bạn đi Las Vegas sẽ thấy cái tiệm này, mấy tiệm luôn, nó lớn lắm.
trên cả tuyệt vời. Và tiếp theo đây, quá quen thuộc đúng không ạ? Trên cả tuyệt vời luôn, đăng lên là bán liền ngay tức thì luôn. Đây là cái thứ hai, một cái kia đã bán rồi, bán lâu rồi ha. Đây là cái mình vải mà CC nói là mọi người hãy mua mặc thử đó, không nhăn nha. Đây là thương hiệu Calvin Klein, size 10, 139 đô, 50% off. Không còn điểm nào có thể nói về cái bộ này. Rất đẹp luôn. Đẹp từ cái màu cho tới cái kiểu luôn. Phần này thun nha các bạn. Các bạn tự rút buộc cái nơ luôn. Chiều dài sẽ suy nghĩ ok lắm. Các chị em nào size 10 hãy mua lấy bộ này. Các bạn mặc đi, rồi mai mốt các bạn sẽ rất thích. Kiếm kiểu này mua hoài cho coi, bảo đảm. Quá xuất sắc luôn. Hiệu Calvin Klein ha. Ồ, phải không? Oh yeah. Hiệu Calvin Klein, size 10. Và tiếp theo, quá đẹp luôn, đẹp mà đẹp sang á. Đây là mình vải thun. Thun này thì không có cảm giác lạnh, nhưng mà nó cũng có cái độ nặng một chút đó, cho nên nó mới rủ như vậy, nó mới đẹp như vậy này. Đầm này size small, CC mặc vừa lắm, vừa rộng rãi, thoải mái. Mặc đầm này là khỏi thấy ngấn luôn. Nhưng mà các bạn nào đúng size small bạn mặc nó sẽ đẹp như vậy. Cái phần này của CC là X small, nhưng mà phần này lại là medium, cho nên nó mới quái đản như vậy đó. Thật là tuyệt vời cái đầm này, mặc vào người thoải mái luôn, đi tướng rất đẹp luôn. Đúng không ạ? Nhích nhẹ một cái thôi nè nè đó, nhích nhẹ một chút thôi các bạn là nhìn các bạn đẹp rồi. Đẹp, phải nói là đẹp. Cái dây ha, các bạn buộc cái dây đây, quá tuyệt vời. Chiều dài vừa nha, đừng lo lắng gì cả. Trời ơi, chị thiệt thích cái đầm này đó. Size small nha các tình yêu. À, cái tay, tay dài kéo tới đây. Nhưng mà săn lên đi cho nó đẹp. Đẹp từ cái màu cho tới cái kiểu cho tới mình vải luôn. Xuất sắc luôn cái đầm này. Size small. À, tiếp theo đây, quá tuyệt vời đầm này, đẹp từ mình vải muslin ha, màu sắc kiểu đầm này họ may hai lớp. Đầm này là thương hiệu của Mỹ nổi tiếng lắm, nhưng mà ở Mỹ may luôn, không có gia công. Chị em nào mà thích made in USA thì hãy mua cái đầm này, mua mặc thử một lần cho biết. Sang, lịch sự, đẹp, mặc đi nhà thờ được. Đối với CC, đầm này là đầm che khuyết điểm, vì nó che hết trơn à các bạn. Che cái bắp tay, cái phần bụng, cái này nó rộng lắm, cho nên là CC phải rút anh Giang lại. Bây giờ CC tháo ra cái nó banh cái chỗ này ra, thành ra là không có tháo được. Nhưng mà cái phần này nó cắt ngang eo, các bạn rút dây lại. Các bạn mặc đúng thì cái cổ nó đúng lắm. Nó như vậy nè nha, cái cổ nó như vậy nè. Nó không có sâu. Nhưng mà vì CC mặc không có vừa, cái này size 10 nữa. Các chị em bên Việt Nam cần mua cái đầm này nè. Đầm này CC có hai cái, một cái size 8, một cái size 10. Cái size 8 bán rồi. Cũng có một người ở Việt Nam mua đó.
trên cả tuyệt vời. Cái đầm này là nó bị kẹt trong cái xào đồ đó. CC nhớ cũng có ai hỏi rồi nè, thì bây giờ CC sẽ review lại một ít đồ mà bị kẹt trong cái xào đồ nhiều lắm, nguyên một cái xào nhiều thật nhiều nó sụp á. Thì bây giờ mới dựng lên được, cho nên là CC lấy từ từ ra để review lại cho các bạn. Nhiều lắm, nhiều bạn hỏi lắm. Nhìn thấy đó luôn đó. Nhưng mà đâu có lấy ra nổi đâu. Thì bây giờ CC chịu khó mặc lại ha. Chứ bây giờ mà đi kiếm những cái video này chắc mệt xỉu luôn á. Đầm này là không có một điểm nào chê. Made in USA. Và tiếp theo, size small, đầm thun lạnh. Thật là đẹp luôn. CC mặc vừa như mây luôn. Thiệt là thích các bạn ơi. Thích quá là thích luôn. Không biết nói gì luôn. Đẹp quá. Đầm này có review rồi. Giờ review lại thôi à. Chứ bây giờ không thể nào mà tìm được video để đăng đâu. Nhiều lắm các bạn ơi. Đẹp quá. Xuất sắc luôn. Size X-more. CC mặc vừa như mây luôn. Thun lạnh. Đây là mình vải không nhăn đó. Thoải mái luôn. Phần này xếp ly, xếp ly. Đẹp từ cái kiểu cho tới cái mình vải, cho tới giá tiền luôn. Trên cả tuyệt vời. Size X-more. Và tiếp theo đây, cái đầm này là nhiều bạn muốn mua lắm nè. Mà giờ CC quên các bạn là ai rồi. Cái kiểu đầm này nó giống y như là cái đầm hiệu Mass Studio mà CC mặc vậy đó. Y hệt kiểu luôn. Chỉ có cái mình vải nó hơi khác. Đầm này thun, có độ co giãn rất là đẹp luôn. Phần này họ nhúng. Các bạn tự tin mà ngồi ăn. Đầm này là size small. CC mặc vừa như mây luôn các bạn. Đầm này nhiều bạn hỏi lắm đó. Thì bây giờ CC mặc lại nè. Chị em nào nhanh thì mua được. CC biết cái đầm này nhiều bạn hỏi. Nhưng mà nó kẹt trong cái xào. Đây. Trên cả tuyệt vời. Y hệt nha các bạn, y hệt cái thương hiệu Mass Studio, khác cái mình vải thôi đó, y hệt luôn đó. CC thích cái đầm này là vì sao? Cái chiều dài nó vừa, còn cái Mass Studio đó, cái chiều dài nó hơi bị dài, CC phải mang đôi guốc cao. Đầm đó CC mặc mấy năm rồi, CC có mấy màu luôn. Xuất sắc cái đầm này, trên cả tuyệt vời. Và tiếp theo, không còn điểm nào chê đúng không ạ? Đẹp từ màu sắc cho tới kiểu luôn. Đầm này thì không phải là thun lạnh, mình phải thun cô tông. Quá tuyệt vời. Size small. Thật là xuất sắc luôn. Với những dạng đầm như vậy dễ mặc lắm các bạn, mà đẹp nữa nha. Cái quan trọng là các chị em đi tìm cái mình vải và màu sắc. Còn kiểu này thì hãng nào cũng có cả. Trên cả tuyệt vời. Size small. Và tiếp theo đây, thật là tuyệt vời. Không biết nói gì luôn. Đây là cái mình vải mà CC nói các bạn mua đó. Trời ơi, nè, thấy chưa, lú lẫn rồi nè, già rồi nè, lú lẫn rồi nè, không cài nút nữa. Nhưng mà cũng hên, nãy giờ quay các bạn đâu thấy gì đâu. Coi như cái đầm này là đầm sơ mi đó, đầm sơ mi ha, nút dài tuốt xuống dưới luôn. Cổ sơ mi, cái phần này có nhúng nhúng nè, hai bên nè, có dây buộc ha. Cái tay nè, nó là như vậy nha, nó có chữ nè. Rất là đẹp cái đầm này nha các bạn. Size 4, hiệu DKNY. Xuất sắc đó. Nhưng mà những cái kiểu đầm này CC mặc được có size 2 à. Size 4 hơi rộng đó các bạn nè. Các bạn thấy rộng không? Đó, ngực medium mà rộng như vậy nè. Ngực rộng, eo cũng rộng. Xuất sắc đó.
không biết nói gì luôn. Chẳng lẽ cứ nói hoài cái câu trên cả tuyệt vời rồi, trời ơi Cao Đằng này đẹp lắm. Nói thật nha, cái gì cũng đẹp trơn. Tại vì CC bỏ rất là nhiều chất xám ra để lựa. CC mua đồ hiếm hoi lắm nha, hiếm thật là hiếm luôn. Mới có chuyện mang đi trả lại, hiếm lắm luôn đó các bạn. Cũng có chứ không phải không, nhưng mà hiếm, vô cùng hiếm. Không thích thì để đó, để dành tặng bạn bè hoặc là gì đó, chứ hiếm có bao giờ mà CC mang trả. Cho nên CC cũng phải nhìn, phải ngắm, phải này phải nọ kỹ lưỡng đó. Bạn nào vai ngang mặc đầm này đẹp lắm đó, size 4 vai ngang nha. Đây là cái mình vải CC nói các bạn nên mua mặc thử. Đầm sơ mi không còn gì để chê nữa, thôi thay ra chứ CC cứ đi vòng 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 vòng. CC thì không có chóng mặt đó, nhưng mà các bạn chắc chóng mặt đúng đọc cái bình luận cũng dễ thương lắm. Chị CC, em thấy chị làm video đó, em đếm một cái video đó có khi chị mặc tới hả mấy chục cái áo đầm luôn. Chị cứ đi tới đi lui chị không mỏi chân hả, chị quay vòng vòng chị không biết chóng mặt sao, em coi em chóng mặt đó. Em biết sao không? Tại vì chị đam mê. Chị mặc vào người chị cảm thấy thoải mái, với lại chị cần phải cử động, đi tới đi lui, ẹo tới lắc lui, làm vậy vậy đủ thứ hết. Để coi coi cái mình vải đó, rồi những cái đường may như này nọ đó, nó đụng vào da thịt của mình, nó có làm cho da thịt mình bị cái gì không? Với lại vì chị thích nữa, nói chung ra là vì chị thích đó. Cho nên là chị cứ tưng 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 lên như vậy đó. Nhưng mà nhờ như vậy mới biết được là cái áo đầm đó nó có ok không. Trời ơi, con chị còn chóng mặt nữa ở đó nói tới em. Con chị đứng trên lầu đang ngồi nhìn kìa. Con chị nói hoài, mẹ ơi, con nhìn thấy mẹ cứ quay cuồng như vậy đó, con chóng mặt. Thiệt là chóng mặt đó, mẹ có chóng mặt không vậy? Nói không con, vì mẹ đam mê. Cái này không phải là xẻ cao như vậy đâu nha các bạn, tại CC làm biếng cài nút á, nút nó tuốt ở dưới đây là nè, tới gần đầu gối các bạn. Đầm sơ mi size 4 hiệu đi kèm quay á, đầm này tới 134 đô lận đó, mắc tiền lắm, 50% off ha, tuyệt vời đó. Và tiếp theo CC thấy cái áo này ở trong cái sào đó đây, các chị em nào muốn thì mua không? Có một mình nó mặc với lại quần tây đen, váy trắng đều đẹp cả. Áo này là thương hiệu Guess, mình vải thun dày ôm size medium, có một cái một đó nó bơ vơ nè đó, cho nên CC review chị em nào đúng size thì nên mua cái áo này. Áo này chắc dài qua mông CC á, tới đây á, gần tới mông của CC đó. Mình vải thun này đẹp, dày dày ha, xuân hạ thu đông bốn mùa các bạn mặc được đó. Rồi đây, áo này là hiệu Calvin Klein, áo này là size X small nhưng mà CC mặc rộng như vậy nè. Áo này nhiều người muốn mua lắm, thì bây giờ đó, bây giờ CC mặc lại đó, thì chị em nào muốn mua thì mua ha. Cái mình vải thun này nó cũng hơi dày một chút, size X small nhưng mà rộng như vậy nè, nó giãn như vậy đó. Nhiều bạn hỏi nhưng mà CC quên rồi, CC không biết trả lời làm sao, cho nên giờ CC mặc lại đó. Thì chị em nào nhanh thì mình mua được hiệu Calvin Klein. Và cái váy này KT đó các bạn, chứ không phải KT show đâu, KT. Váy này là mình vải KT hai lớp ha, ở bên trong họ cũng may một lớp KT, ở bên ngoài cũng là mình vải KT mỏng. Váy này có túi đó các bạn, váy này cũng là size X small ha, tức là
bộ CC đang mặc là size X-Bar này. Các bạn lưu ý nha, những cái váy mà mình vải kate hiếm lắm, rất là hiếm, mà nó đắt tiền hơn là vải kate xô nha. Với bộ này các bạn mang bata là đẹp lắm luôn đó, không còn điểm nào để có thể chê bộ này. Size X small, một bộ luôn nha, một bộ là size X small. Áo nè, rộng lắm nha. Váy đẹp quá. Tuyệt vời đó. Và tiếp theo đây, không còn điểm nào chê ha. Các bạn đi ra đường sẽ thấy người ta mặc rất rất là nhiều luôn. Những cái váy jean ôm như vậy, với lại những cái áo có cái bo nha các bạn, có cái thun cái bo, nó phùng lên như vậy. Mang bata nha, đẹp, cực kỳ là đẹp. Hoặc là váy xếp ly xòe, với lại cái dạng áo mà ngắn tới lưng váy. Các chị em nào da trùng, da nhăn, bị cái bụng to thì mặc áo này. Váy ngắn nhưng phải với cái áo này. Tại vì các bạn mặc những cái áo thun ngắn tới ngay cái lưng váy, các bạn sơ ý thôi, nó thấy mỡ dư dư của các bạn liền. Chỉ cần sơ ý thấy liền. Tại vì sao? Vì nó vừa ngay cái lưng váy, thấy liền. Ngồi xuống là nó lòi ra luôn. Cho nên chúng ta cần phải mặc những cái áo nó phùng lên, hoặc là nó có cái độ xòe ra. Cho nên các bạn vẫn mặc váy được. Nhiều chị em mùa này là thích mặc những cái váy ngắn lắm, nhưng mà bạn nào cũng sợ, chị ơi lỡ hở thấy cái bụng sao, thì cái áo này là khỏi thấy luôn. Bộ này là quá xuất sắc đúng không? Nhưng mà phải mang bata mới đẹp nha. Đó, đây là kiểu mặc đồ của CC đó. Thích lắm các bạn, mê. Đơn giản mà đẹp. Và tiếp theo, cái áo này mình vải thun lạnh, lạnh ngắt luôn. Họ may hai lớp ha. Áo này size lót lận. Nhưng mà CC không nghĩ là các bạn size lót mặc vừa đó. CC không biết tại sao lại là size lót. Chẳng lẽ đây là cái loại áo mà mặc nó thật là ôm, thật là bó. Nếu bó như vậy thì thôi, CC nghĩ không được đâu các bạn. Thành ra đó, chị em nào size small hoặc là size medium, bạn mua cái áo này đi. Bảo đảm là bạn mặc đẹp cái áo này. Áo này cái cổ nó không có rộng đâu nha. Nếu bạn mặc vừa thì nó lên cái trái tim như vậy nè. Đó, như vậy. Không có sợ cổ rộng. Nhưng mà cái phần này nè, phần bụng này nè, phần này nè, CC thấy là size lót thì chắc chắn là không được đâu. Thành ra CC cố tình mặc để cho các bạn xem là cái áo này các bạn size small hoặc là medium thì các bạn mua. Nhưng mà cái áo đúng của nó là size lót nữa. Các bạn có hai kiểu để mặc. Các bạn mặc ở bên trong một cái tank top bằng ren hay là bằng cái gì cho nó đẹp đẹp. Các bạn kéo xuống cho nó có một cái ngấn ngang qua đây nè. Nó như là cái cổ vuông, chữ U vuông vuông á, đẹp lắm. Còn không thì các bạn muốn mặc cho nó thành cổ tim như vậy thì các bạn mặc. Thành ra cái cổ như vậy là luôn luôn là được hai loại cổ. Chỉ cần các bạn mặc một cái áo bên trong đẹp thôi là nó đưa ra cái chỗ này đẹp lắm luôn đó các bạn. Kiếm cái nào mà nó có chút ren ren, nó ngang qua đây nè ha, đẹp lắm. CC cũng thường mặc như vậy lắm. Áo này size lót, nhưng mà các bạn size small, medium mua, size lót đừng mua. Còn cái váy này là size small. Cái bản này là thun.
Cái áo này với cái váy này nó rất là phù hợp luôn đó các bạn. Váy này là dạng váy phải mang guốc nha. Mang bata cũng được nhưng mà mang guốc đẹp hơn. Bộ này là xuất sắc đó. Size small, ngực to to giống như CC, hoặc là ngực nhỏ một chút cũng đẹp. Mặc thêm một cái then thoát ở bên trong để cho nó xô ra cũng rất đẹp. Nếu các bạn mặc cái váy này thì các bạn kiếm cái áo ở bên trong tìm những cái màu giống như vậy nè để cho nó xô ra là rất đẹp luôn. Thật là đẹp bộ này đó các bạn. Nhưng mà các bạn size small mua nha. Size lớn chị nghĩ không mua được đâu. Mặc không vừa đâu. Áo chị thấy nó không có rộng. Ở bên trong họ ló một lớp thun rồi á. Màu đẹp. Cái áo này nó đẹp là nhờ cái cổ nè, họ may ra cái cúc như vậy. Nhờ cái tay ren rất là phù hợp với cái váy ren luôn. Nè, các bạn nhìn nè. Thấy không? Cái tay áo ren mỏng mỏng, cái váy này ren mỏng mỏng mà nó lại phối chung màu với nhau được. Bộ này đẹp, rất đẹp đó. Và tiếp theo đây, đẹp quá đúng không? Xuất sắc luôn đó. Áo này thì mua rất lâu rồi. Cái váy này thì mới mua được. Phối hai cái chung với nhau cũng còn điểm nào nói luôn. Và đã vậy thêm được cái bóp này của Ý rất phù hợp với lại cái váy luôn. Áo này là mình vải muslin, váy này là mình vải phi. Mê cái váy này là ở cái gì? Cái phần xòe ở dưới cái váy. Với những cái dạng váy như vậy, khi các bạn bước đi, cái đầu gối của các bạn nó đá cái phần xòe lên, cho nên là nhìn các bạn rất là đẹp cho cái tướng của các bạn. Một cái kiểu váy, họ có những cái nét khác nhau hết. Các bạn lưu ý một chút, mặc các bạn sẽ thấy nó rất đẹp. Muốn biết mình mặc đồ có đẹp không, phải chụp hình nhờ con mình, nhờ chồng mình, bạn bè hoặc là gì đó. Khi các bạn bước đi bình thường như vậy nè, chụp những bức ảnh rất là tự nhiên thì các bạn mới thấy được, à ô cái áo đầm này nó đẹp ha, nhờ như vậy đó nó xòe, nó tung bay hoặc là nó uyển chuyển, nó thế này thế kia. Còn các bạn không chụp hình là chịu thua, các bạn sẽ không bao giờ ngắm được bộ đầm đẹp các bạn mặc. CC đi đâu cũng có sẵn cái gimbal để mọi lúc mọi nơi. CC tự nhiên lắm các bạn, không sợ ai nhìn mình, không sợ ai ngạc nhiên mình. Để cái gimbal đó rồi đứng đây bấm một cái là hình nó tự chụp thôi. Phone Samsung là nó có cây viết. iPhone thì bây giờ nó có cái app. Thí dụ như các bạn để cái phone đó đúng không? Các bạn đứng đây, các bạn chỉ cần nói short là nó chụp cho các bạn mấy chục tấm, cả trăm tấm luôn đó. Chỉ cần đứng kiểu này, nói một chữ thôi, short là bắt đầu nó chụp 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 chụp. Bạn đứng 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 lát nó ra một đống hình luôn. iPhone mới được nha, Samsung không được. Samsung thì có cái viết thôi. Cái short đó là một cái app để chụp hình á. DC là mê chụp hình lắm, cho nên chịu tìm hiểu, chịu học hỏi lắm các bạn. Đâu cần ai chụp hình cho mình nữa đâu. Tự mình chụp. Mà nó chụp nhanh lắm nha. Đẹp mà rất lịch sự luôn. Tuyệt vời. Phải nói là tuyệt vời bộ này. Bóp này của Ý ha. Đó, CC cứ mua để dành như vậy đó. Thì tới khi nó đúng bộ rồi mình mới có để phối. Khi CC phối như vậy, chị em nào thích thì mua, không thích thì thôi. Thì CC lại để đó để chờ phối qua cái khác nữa. Xuất sắc bộ này luôn. Bộ này size small. Và đây, hôm bữa review
áo mặc với quần jean. Trời ơi, chỉ có hai bạn thôi à, hai hay ba gì đó, mua hết sạch luôn, không còn cái nào. Nhưng mà nhu cầu các chị em tìm áo mặc với quần jean, áo để mặc đi làm bình thường mỗi ngày đó CC ơi, nhiều lắm. Nhưng mà biết làm sao, CC thấy những cái áo với những thương hiệu nổi tiếng nó cũng đắt tiền, đắt gần gần bằng như cái áo đầm vậy đó. Cho nên là CC tiếc tiền á, CC ít có mua đó. Nhưng mà đây mới đúng là những cái các bạn cần, đúng không? Này đẹp lắm nè, cái này là mình vải phi mát lắm, đây là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, size lót, mặc với quần jean, mặc với quần tây, mặc với váy ôm, mặc với váy xòe, mặc gì cũng đẹp. Đây, áo này là khỏi chê rồi, mình vải phi ha, mát lạnh nè. Đây, mấy cái áo này là bị kẹt trong cái sào đồ, CC lấy ra. Đây là những cái mà các bạn hỏi đó, cho nên CC review trước. Nếu còn thích thì mua, không thích thì thôi. Không, bạn nào mua thì CC đi chơi mang theo đó. Tại vì đi ở dưới tàu mà, mình đi ra mình ngồi mình ngắm, ở bên trong mặc bộ đồ bikini, rồi khoác cái áo này vào, cài cái nút ngay eo cho nó đỡ thấy bụng, đứng ở trên tàu gió là nó bay lên, tuyệt đẹp luôn, không còn một điểm nào chê luôn. Chị để sẵn vali rồi, khi mà review ngày hai ngày vậy thôi, không ai mua là CC lấy bỏ vô vali liền luôn, không cần mặc thử lại. Các chị em có thể mặc những cái áo đầm đen ôm, các bạn khoác cái áo này, áo này là áo mặc ra đường đó nha, áo khoác có nút cài rất đẹp luôn. Cái màu này mà đi xuống thuyền biển tuyệt đẹp, tuyệt nổi luôn á, rất là nổi, rất là đẹp luôn. Thì đây nhé, size small, mình vải muslin các bạn. Và đây, nhiều bạn hỏi lắm nè, trời ơi, CC nói cái sào nó sụp một cái là CC muốn nín thở luôn. Các bạn hỏi CC chỉ biết cười thôi chứ cũng chẳng biết nói gì, nó không ai giúp chị để mở cái đó lên hết em ơi. Giờ có người giận lên rồi, mừng quá. Cái này size medium, đây là mình vải kate rất là mỏng ha, cũng là dạng áo khoác nha các bạn, mặc ở bên trong bộ bikini nè, sẽ xẻ như vậy nè, tuyệt vời luôn. Chị chuẩn bị đồ đi mà, xuất sắc ha, tuyệt đẹp đó, không biết nói gì luôn các bạn ơi. Đó, đây là những cái áo mắc kẹt. Ở trong đó có rất nhiều bạn hỏi thì CC review lại, chị em nào muốn mua thì mua ha, không mua thì các bạn chờ đi, chừng tuần nữa thôi CC mặc cho các bạn xem. Và đây nha, đây là vải xô, ở bên trong mặc nguyên một bộ bikini hai mảnh đi. Bây giờ người các bạn không đẹp, bạn mặc vào cũng không ai nhìn thấy bụng đâu, tại cái này nó vải xô nè, nhưng mà nó không có mỏng lắm đâu đó. Mặc một bộ bikini hai mảnh rồi mặc cái áo khoác này vào, không còn điểm nào chê đâu. Size small các bạn, mình vải kate xô đúng chất vải xô luôn. Đây là những cái CC chọn cho chuyến du lịch này, nhưng nếu các bạn nào mua thì cứ mua, các bạn lựa đi, cái nào còn ế CC mặc, mấy bữa nữa đi rồi
đẹp ha. Đây là thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Hai cái áo hồi nãy là thời trang ở Mỹ. Cái này nè là thương hiệu nổi tiếng. Và đây, lấy trong sào đồ ra nè, đẹp mê ly không? Đây là một bộ Tommy Hilfiger CC Collection hiệu này đó. Áo này size X small, CC mặc rộng rãi thoải mái. Quần cũng là size X small, bộ này của CC đó. Bạn nào muốn mua mua bộ nha. Xuất sắc đó. Và đây nè, cái này mới mê nè, hiệu Tommy Hilfiger, áo sơ mi mình vải xô size X small. Cái áo ở bên trong cũng là size X small. Đây là dạng nách rộng nha các bạn. Mặc cái áo này, khoác cái áo sơ mi này, mặc với quần jean, không còn điểm nào chê luôn. CC mặc vừa lắm, đẹp lắm đó. Nhưng trước khi CC mặc, bạn nào muốn mua thì mua nha. Đó là có hai bộ Tommy Hilfiger, đều là size X small hết ha. Xuất sắc luôn đó nha. CC mặc vừa nha, X small CC mặc vừa lắm. Rồi thay bộ này nha. Và đây, bộ này là sang, vô cùng là sang. Áo này size small, hiệu Vincommode. Thật là xuất sắc. Hiệu này thì khỏi phải nói rồi ha. Không còn điểm nào chê. Áo này là mình vải thun các bạn. Đây là một thương hiệu nổi tiếng của nước hoa. CC có một bộ nước hoa này luôn. Không còn một điểm nào có thể chê được bộ này. Áo size small, váy này size medium, nhưng mà lưng thun. CC mặc hơi rộng một chút, nhưng mà nói chung là mặc được. Trước khi CC mặc bộ này, chị em nào muốn mua thì mua. Cái áo này đối với CC thì hơi dài một chút đó, nhưng mà thôi kệ không sao. CC mặc bộ này là vì cái thương hiệu của cái áo này. Cái thứ hai là màu xanh đen, hiếm lắm. Hiếm có đồ màu xanh đen lắm. Quá xuất sắc luôn. Váy này rất đẹp và rất sang. Váy này là thương hiệu thời trang ở Mỹ thôi, nhưng mà đây là loại váy sang mà đẹp lắm. Bộ này là không có một điểm nào chê rồi đó. CC mặc này nhìn cao ha, là tại vì nhờ cái váy xếp ly đó. Để bỏ vào trong thử coi nó ra sao. Đó, CC mặc nó rộng như vậy đó, nhưng mà không sao, không được. Với cái kiểu áo này phải bỏ ra ngoài, bỏ vào trong nhìn không được, không đẹp. Bỏ ra ngoài, bỏ ra ngoài đẹp. Hơi rộng với CC nè. Nếu mà nó chật lại một chút, nói đúng hơn là như vậy, nếu mà CC có cái bụng thì cái này mình kéo lên cho nó nhúng nhúng ở đây một chút thì nó đẹp. Còn CC không có cái bụng cho nên là mặt nó bị dài như vậy. Đẹp quá. Đó thì chị em nào muốn mua thì mua ha. Không bạn nào mua CC mặc bộ này. Xuất sắc luôn. Mình vải thun, mát lạnh luôn. Áo này cũng mình vải thun. Sờ tay vào thì giống như phi bóng, nhưng mà không phải nha, không phải phi bóng đâu. Thun. Quá xuất sắc. Không còn điểm nào chê luôn. Và tiếp theo đây, rất nhiều các chị em hỏi bộ này ha. Cách đây mấy ngày CC mặc,
Hình như áo màu xanh với lại cái quần xanh đó, kiểu giống y như vậy nè. Bộ đó các chị em mua rồi. Nhiều bạn nhắn lắm, CC mặc quần vải xô với lại những cái áo như vậy đi CC. Có bạn còn khen CC nữa đó, nói trời ơi, tướng CC mặc mấy bộ này đẹp quá. Thì đây các bạn, mặc nó đơn giản mà đẹp lắm. Mùa hè của chúng ta là như vậy thôi. Quần này mình vải giống như vậy, tôn vậy đó, nhưng mà cũng không phải nữa. CC cũng biết mình vải gì các bạn. CC là chỉ tìm cái áo đó, cái màu đó nó có phù hợp với lại cái quần với cái váy hay không, và cái kiểu áo đó nó có phù hợp hay không. Còn cái mình vải thì CC không quan trọng đâu, cứ đẹp là được rồi. Bộ này các chị em mang ba ta được, xuất sắc luôn. Bộ này size small đó các bạn, size small. Mỏi cổ quá, nhưng mà CC biết là size small đó. Đây, quần này có nút cài ha, dây kéo ha, ở đằng trước là bản lưng quần tây, ở đằng sau là thun. Đây là dạng quần tây chứ không phải là quần thụng vì có dây kéo mà. Mặc với áo đen đẹp, nhưng mà mặc với cái áo này nè là đúng màu luôn. Và tiếp theo đây, đẹp xuất sắc đúng không, trên cả tuyệt vời đó. Áo này mua lâu lắm rồi, quần này thì mới mua. Bộ này là size small, chiều dài vừa y nha, khỏi tốn tiền cắt like các bạn ơi. Trời ơi, cái quần này mặc thoải mái quá, là thoải mái luôn đó, xuất sắc thiệt các bạn. Mùa hè của chúng ta là như vậy. Quần này rộng, nhưng mà CC nói là những cái loại quần mà họ có xếp ly như vậy nè, các bạn gấp nó vào rồi các bạn cột như vậy nè, đó, gấp nó vào rồi các bạn cột là các bạn mặc êm liền, tại vì cái loại quần nó như vậy. Và đây là áo, áo này là mình vải xô có cái bo, các bạn bỏ lên như vậy nè thì nó tự động nó đổ như vậy, giống như là các chị em mặc áo vỏ trong quần vậy đó. Đây, mặc với quần tây thì các bạn kéo vừa vừa như vậy để cho thấy cái bo. Mặc với lại những cái dạng quần mà nó có dây buộc như vậy thì các bạn kéo cao lên như vậy cho nó phùng lên như vậy. Xuất sắc luôn. Áo là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, còn quần này cũng là một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Đẹp quá. Bộ này xuất sắc luôn các bạn, không có một điểm nào chê luôn. Trên cả tuyệt vời. Bộ này đẹp quá nè. Áo size small, mình vải catexo mỏng, cho nên ở bên trong cần mặc một cái áo ngực thật là đẹp. Cái tay có cái nút xăng xăng lên ha. Áo bỏ trong váy, trên cả tuyệt vời. Bộ này là quá xuất sắc đó các bạn. Áo là thương hiệu thời trang ở Mỹ, váy này là hiệu Calvin Klein, có chất liệu thun, size 6 28, tức là khoảng medium đó các bạn. Bởi vậy CC mặc rộng lắm này, mà rộng khoảng 6 phân. Áo này size small nhưng mà cũng rộng đấy nè, vừa rộng
vừa dài. Áo này các bạn mặc quần jean, mặc váy jean là number one. Váy jean và quần jean thôi. Tại vì cái mình vải kate sole nó mỏng, nó rất đẹp cả. Bộ này là trên cả tuyệt vời. Chị em nào size small, to to chứ, giữa 4-6. Si thấy rộng, có thể medium các bạn cũng mặc được đó. Bộ này là không có điểm nào chê luôn. Xuất sắc đó. Và tiếp theo đây, trời ơi, không còn điểm nào mà chê nè. Hai bộ giống nhau y hệt. Bộ này là của con CC. Bán bộ thôi, để lại bộ. CC thì thường không có mặc như vậy, nhưng mà con CC mặc ha. Tại vì có cái bụng cho nên cần cái này nè để che lại. Áo này là một thương hiệu nổi tiếng trên thế giới. Áo này hôm bữa có bán qua một hai cái gì rồi đó. Hai cái áo đều là size lót, nhưng hai cái váy thì lại là size small. Lý do con CC mua như vậy là tại vì cái váy này size small nhưng mà nó rộng. Váy có túi ở đằng trước là cái bảng lưng quần tay, ở đằng sau là lưng thun. Cho nên các chị em size small, size medium đều mặc cái váy này được. Đây, CC mặc. Nó rộng như vậy đó. Dây kéo ở bên hông, có túi. Hai cái váy này là loại váy rất là sang. Ở bên trong không có lớp lót, thì nó đã dày quá rồi, còn lót gì nữa các bạn. Nhìn cái váy là các bạn biết là tuyệt vời rồi. Còn cái áo này con CC cũng mặc size lót nữa. Áo này nó không có độ co giãn vì nó là mình vải muslin. Cần các bạn có cái bụng to, các bạn mặc vào như vậy. Tức là bộ này là size medium, là các bạn mặc vừa y luôn. Con CC là size medium đó, mặc vừa y luôn nha các bạn. Áo size lót, váy size small, nhưng mà medium là các bạn mặc vừa và rất đẹp. Hai bộ giống như nhau, cùng size luôn. Bán một bộ, để lại một bộ, vì bộ đó là của con CC. Thấy con mua đẹp quá nên CC nói ô mua cho mẹ một bộ luôn đi. Cho nên là con CC mua đó. Thì đây nha, áo salon, váy size small, nhưng các bạn nào là size medium, có cái bụng to to thì các bạn nên mua bộ này. Các chị em muốn mua áo thì mua, muốn mua váy thì mua ha. CC không bắt các bạn mua chung đâu, nhưng mà hai cái này phối chung với nhau rất đẹp. CC thấy con CC mặc rồi, hồi nãy mặc thử đẹp lắm. Con CC cao hơn CC chút và người tròn trẻ hơn một tí. Size medium, size 4, size 6 mặc được hết. Thật là tuyệt vời bộ này. Một bộ thôi nha. Và tiếp theo, bộ này rất đẹp đó các bạn. Áo mình vải xô, size medium, CC mặc vừa lắm. Nhưng mà cái chiều dài thì nó lại bị dài. Nó ngắn lên một chút nữa thì nó sẽ rất đẹp. Nhưng mà vì nó là size medium thì cái chiều dài bắt buộc phải dài rồi. Ở đằng sau nguyên một cái bản lưng, họ may chỉ thun hết rồi. Cái này mà nó ngắn lên một chút thôi, một phân một thôi là CC mặc đẹp lắm luôn đó các bạn. Thật là đẹp ha. Xuất sắc luôn. Chị em nào size medium mua cái áo này đi. Vì medium là các bạn cao hơn CC chút rồi, hoặc là lưng các bạn dài hơn rồi. Quá đẹp. Áo này mặc với quần jean cũng đẹp, mặc với váy cũng đẹp,
mặc với quần vải xô này cũng đẹp. Quần này hiệu gì cũng không thấy đường nữa các bạn ơi, không có quẹo cái đầu lại được. Quần này là size small, lưng thun, các bạn tự rút luôn, rất là rộng, dài nữa, cho nên CC mới phối với lại cái áo size medium, tại vì hai màu nó rất là cân đối với nhau, rất là đẹp luôn. Rồi áo đẹp quá, cái áo cổ đẹp quá là đẹp luôn các bạn. Quần này chắc hiệu Mass Studio quá, CC nghĩ vậy. Đúng rồi các bạn ơi, quần này là hiệu Mass Studio, size small, mặc với cái áo này quá đẹp luôn các bạn ơi, thật là xuất sắc. Cái áo này với cái quần này, áo size medium, quần size small. Và tiếp theo đây, đầm này là size medium, thật là đẹp. Với CC mà cổ rộng như vậy là ok. CC nhớ cái kiểu đầm này hình như là cách đây một vài tuần có bán một cái giống giống như vậy, màu xanh thì phải. Nhớ nhớ như vậy đó mà không biết phải không? Tại vì CC nhìn cái từng tầng này nè, CC nhớ nhớ như vậy đó. Đây là mình vải xô. Đầm này quá sức đẹp luôn. Trước khi CC mặc, chị em nào muốn mua thì mua nha. Size medium, mình vải xô. Thật là tuyệt vời cái đầm này đó. Chị em nào ngực lớn mới mua nha. Đầm này ngực nhỏ mà không đẹp đâu. Ngực lớn. Tại vì cái cổ nó là như vậy, nó cần phải xô ra nó mới đẹp được. Đeo nhiều sợi dây chuyền lên như vậy. Đầm này thật đẹp luôn đó các bạn. Tuyệt đẹp luôn đó. Và đây, trời ơi, CC thiệt là mê cái bộ này nha các bạn. Nhưng mà không có size của CC. Đây là cái quần mình vải thun. Đây là quần mặc đi làm đó, cho các bạn đi làm bình thường đó. Không nhăn, thun hơi dày dày, sờ tay vào giống như là mình vải phi. Mát lắm. Đây là loại quần đi làm mà hết tất cả chúng ta ai cũng cần để mua. Tuyệt đẹp cái quần này luôn mà rẻ tiền nữa. Size medium. Thì với cái quần này các chị em mặc với cái áo này nè. Tại vì cái mình thun của cái áo này nó rất giống với lại cái quần này. Đây là mình thun, thun lạnh. Hiệu Calvin Klein. Rẻ tiền vô cùng. Có 44 đô thôi. Tức là bộ này nè, các chị em mặc đi làm rất rẻ tiền mà bền vô cùng luôn. Các bạn có biết một cái quần này các bạn mặc bao nhiêu năm trời đó, bỏ vào máy giặt giặt thoải mái luôn. Đây là quần đi làm đó các bạn. Thật là tuyệt vời đó. Size medium. Quần này size medium, thương hiệu thời trang ở Mỹ. Đây là quần mặc đi làm. Áo này là hiệu Calvin Klein, mình vải thun lạnh, size medium. Các bạn có thể mặc quần jean, jean trắng, mặc váy, váy trắng, váy đen, xòe, ôm, quần tây đen đều đẹp cả. Thật là xuất sắc bộ này. Nhưng mà CC không mặc được. Lớn quá.